mình là Lai, mình đến từ hội những người yêu thích về bóng đá và là member của Huấn luyện viên Tây Thủ Môn. Thì hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn cách để vệ sinh một đôi găng tay đá bóng sau khi đá xong, hoặc là vừa mới mua về thì mình vệ sinh, mình giặt qua một lần nước trước khi sử dụng. Thì đây mình có một đôi găng tay của mình là đôi Vaporipa, thì bạn cũng đã thấy nó cũng đã dơ rồi. Đây. Thì đầu tiên thì mình nói chứ mình sẽ nói về những cái vật dụng cần thiết khi mà mình vệ sinh một đôi găng tay. Đầu tiên là mình sẽ có găng tay, một thau nước, nước khoảng chừng hơn nửa thau một chút thôi, và này mình sử dụng nước thường, không phải là nước xà phòng hay là nước dung dịch gì hết, chỉ là nước thường thôi. Và nếu mà bạn găng bạn mới mua về, bạn muốn giặt cho đi những cái chất bảo quản hay là gì đó, thì bạn sẽ sử dụng nước ấm, chứ không dùng nước nóng hay nước sôi, chỉ dùng nước ấm thôi. Còn đây là găng tay, còn cần thêm một cái khăn bông khô để bạn thấm nước sau khi mà bạn giặt. Thì một cái gì đó, một cái nắp bút hoặc là một cái vật dụng như thế này vừa vừa thôi, để mà các bạn có thể chèn vào cổ tay khi mà bạn giặt xong, để bạn không nó mau khô hơn. Và nếu mà bạn nào có sẵn chai lớp wash, nghĩa là cái dung dịch để mà giặt găng của Adidas hoặc là Rios, thì các bạn sử dụng nó cũng được. Cái này thì mình có dung dịch giặt găng của Adidas, nhưng mà cái này mình lát nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cách sử dụng cái này như thế nào. Vì một cái chai như thế này thường thường chỉ sử dụng được khoảng từ 1-2-3 lần là mình đã xài hết rồi. Thì cái nước rửa găng này phù hợp với những găng nào mà găng trắng, mà khi các bạn xài sử dụng một thời gian khá là dài thì các bạn mới sử dụng ngay một lần để cho các bạn vệ sinh rất là sạch, nhưng mà xài cái này khoảng được 2-3 lần thôi vì cái này nó ít. Thì đầu tiên mình sẽ nói về khoảng thời gian mà các bạn sử dụng một đôi găng để mà các bạn giặt. Thì một cặp găng các bạn có thể sử dụng được khoảng 1 tuần cho đến 2 tuần, các bạn giặt một lần là vừa. Thì một tuần thì nếu mà tuần đó bạn đá 2-3 trận, hoặc là 2 tuần nếu mà trong 2 tuần đó bạn chỉ đá mỗi tuần 1 trận thôi, thì bạn sẽ giặt găng sau khi từ 2-3 trận sử dụng nó. Thì găng này mình đã sử dụng 2 tuần và đá 3 trận rồi, thì mình sẽ giặt găng. Bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào phần giặt găng. Ok, bây giờ mình sẽ đi sâu chi tiết vào phần giặt găng. Thì đầu tiên thì các bạn, nãy mình cũng đã nói, đây là nước mình sử dụng là nước thường, chỉ là nước thường, nước lạnh bình thường thôi. Thì các bạn nhúng thành găng vào. Thì khi mà giặt găng thì mình chỉ cần đúng một động tác thôi, đó chính là động tác mình lấy dùng hai ngón cái như thế này, mình miết nhẹ nó trên cái phần bề mặt này, cả mặt trước lẫn mặt sau, thì miết trong nước như thế này, cứ làm tuần tự bình thường, làm nhiều lần, làm cực kỳ nhẹ nhàng thôi. Nếu mà các bạn làm mạnh quá thì có thể làm cái lớp mút này nó bị bong ra. Nếu mà nhất là với những găng đã xài lâu ngày thì có những chỗ nó bị chày, bị chóc, thì nếu mà các bạn làm mạnh quá thì nó sẽ bị bong ra nhiều hơn. Thì các bạn làm nhẹ nhàng, cứ liên tục như thế này. Vì nếu mà các bạn sử dụng, đây là mặt găng mà màu trắng mà các bạn xài lâu rồi, thì các bạn sử dụng cái hồi nãy mình nói là Adidas Lớp Wash hoặc là cái của Rios, thì các bạn lấy một ít, các bạn nếu mà các bạn giặt muốn giặt cái này mà sử dụng cái dung dịch này, thì các bạn đầu tiên cũng nhúng nước như mình vừa làm. Các bạn nhỏ vào những cái chỗ mà nó dơ nhiều, thì bạn chà trên này trước, không có nhúng nước, bạn chà trên này trước. Các bạn nhỏ vào, xịt vào một lượng khá là nhiều, các bạn chà liên tục như thế này, đến khi mà các bạn cảm thấy nó sạch rồi thì các bạn lại nhúng nước, bạn xả sạch cái dung dịch đó ra. Xong mặt đầu tiên mình làm mặt trong trước, vì mặt trong là cái mặt mà mình cần làm nhiều nhất. Làm khoảng từ 2-3 phút thì các bạn quay lại làm mặt ngoài, làm cũng tương tự như động tác vừa rồi. Cứ làm mà nó sẽ ra hết các bạn vết bẩn, không mình không cần phải dùng xà phòng hay là bàn chải gì cả. Mình chỉ dùng tay mình làm như thế này thôi, và dùng nước lạnh bình thường.
Nếu mà các bạn mới mua về thì các bạn sử dụng nước ấm nãy mình cũng có nói, thì mình chỉ làm mặt phần mặt trong thôi, mặt găng bên trong này, mặt găng bên trong này để ra cái chất bảo quản thôi, còn bên ngoài thì các bạn làm sơ sơ cũng được. Xong cái phần mặt ngoài thì các bạn làm đến cái phần hand strap thì các bạn gỡ ra trước, các bạn giặt bên trong này như bạn giặt đồ bình thường vậy. Đây là hand strap bằng vải. Sau khi các bạn đã giặt găng xong rồi thì các bạn sẽ vắt khô, vắt nước này ra, bớt cho nó đừng xả nước. Thì các bạn lưu ý một điều là mình không có vắt theo kiểu giặt quần áo, là mình vắt kiểu này không được vắt như vậy, mình chỉ được cầm như thế này, mình bóp nhẹ cho nước nó rớt ra. Khi bạn xài dùng găng có xương thì mình cũng bóp kiểu này cũng được, vì xương nó dọc theo như thế này mình không cần phải bẻ, cũng không phải rút ra. Nếu mà găng nào rút ra được thì càng tốt. Bạn bóp cho ra hết nước. Nếu mà các bạn cẩn thận hơn nữa, có nhiều thời gian hơn nữa thì các bạn phơi nó như thế này ở trong nhà tắm, đừng có phơi ngoài nắng, không tuyệt đối phải phơi ngoài nắng để cho nước nó ráo xuống như này bớt một chút. Sau khi mà các bạn giặt găng xong rồi thì các bạn làm tương tự với lại cái còn lại, thì các bạn đưa qua cái khăn bông hồi nãy mình có nói, thì khăn bông này bạn dàn ra, bạn đặt lên thế này, bạn ấn xuống. Làm như thế này thì nước nó sẽ ngấm hết vào trong cái phần khăn bông này, sẽ giúp cho găng nó ra nước nhiều hơn, thấm hết vào găng khăn bông này, khi đó bạn phơi nó sẽ mau khô hơn. Nước nó ra ngoài hai găng. Bỏ mặt. Rồi sau khi mà các bạn làm như vậy khoảng thêm một hai lần nữa thì các bạn sẽ đem cái này vào như thế này, và các bạn đem đi phơi trước quạt. Phơi trước quạt đặt như thế này, phơi quạt nó sẽ làm cho cái găng này nó mau khô và mình không có được phơi, nhất là đừng có phơi ngoài nắng, vì phơi ngoài nắng sẽ làm cái lớp mút này nó mau bị tơi ra nhiều hơn. Rồi sau đó các bạn sử dụng tiếp bình thường. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi phần hướng dẫn của mình.